Kênh Chợ Đầu Mối Hóc Môn xin kính chào quý khách hàng, quý vị khán giả. Kính chúc quý khách hàng, quý vị khán giả có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Video này mình sẽ cập nhật một số mặt hàng nông sản có mặt tại chợ Đầu Mối Hóc Môn hôm nay. Bây giờ là 1:30 sáng nha quý vị. Hôm nay là mình cập nhật giá tại cái vựa hàng của anh Tư nha quý vị. Trên số điện thoại trên cái màn hình quý vị đang xem đó là có cái số điện thoại của anh Tư đó. Quý vị có mua bán là mang với anh Tư thì liên hệ trực tiếp với anh. Anh bán rất là nhiều đồ nha quý vị. Vị trí của anh là nằm ở mặt tiền đường, mặt tiền đường Nguyễn Thị Sóc nha quý vị, đầu đường số 4, rất là dễ tìm luôn. Đây bán mặt hạ quý vị, đó là đường số 4, ta buôn bán rất là đông quý vị. Ồ quá trời, quá trời quá đất luôn quý vị. Mặt hạ, mặt hạ này là 1kg 15.000 nha quý vị. À, một bó vậy là 1kg, bó vậy là 15.000. À, có bán bồ ngót rồi rau nhút nữa nha quý vị. Còn mặt hà một cây vậy, một bó vậy nè, một bó vậy là 60.000 nha quý vị. Rất là nhiều luôn, trời ơi, đường số 4 đó quý vị. Rồi đường số 4 bán rất là đông luôn, đủ loại hết quý vị, bán giữa đường luôn, bên kia đường luôn, bên kia đường cũng có, giữa đường cũng có luôn. Đây là đường số 4 đó, bên kia đường đó là chợ Đầu Mối Hóc Môn quý vị, hàng rào chợ Đầu Mối Hóc Môn đó. Còn đây đường số 4, anh Tư anh bán là vị trí anh là mặt tiền đường số 4. Ở đây anh có bán rau lan đó nha quý vị. Nãy quên hỏi giá rau lan, mấy cái loại này nãy không biết giá quý vị. Nhưng mà rau lan nè, không biết rau lan này bán nhiêu tiền. Rau lan, bán rau lan là bán xả, xả thì có để giá nè, xả 90.000 nha quý vị. 90.000 á là một bịch 10kg á là mới 90.000. Video này mình làm với cái mục đích là kết nối với cái người tiêu dùng á, đến trực tiếp với bà con tiểu thương mua bán tại chợ Đầu Mối Hóc Môn. Thì mình đến đây mình trực tiếp mình mua thì nó rẻ hơn nha quý vị, bán rất rẻ luôn. Ở đây mình mua sỉ cũng có bán sỉ, mà mình mua lẻ thì cũng có bán lẻ luôn nha quý vị. Mua cỡ nào ở đây người ta cũng bán. Dứa thơm, bán dứa thơm nữa nè. Mọi chi tiết mấy quý vị có mua bán với cái sạp hàng của anh Tư thì quý vị cứ trực tiếp liên hệ với anh. Mua bán rồi có muốn ship như thế nào đó, mua ở đâu để anh chở đến đó, thì cứ trực tiếp hỏi anh. Cải gai, cải gai, cải búp rồi bán hàng luôn. Cái này là rau càng cua ấy, cái gì rau càng cua. Đây là giá nè, ớt, ớt 65.000, ớt hiểm.
mình cũng thấy trang nha, sao có 60 cái gì. À ngoài đó chắc bán lẻ, đúng rồi, ngoài đó bán lẻ, đây là bán bịch. Nó có một loại à, quý vị bán một bịch 10 kg thì 60. Còn bán lẻ là 65. Khổ qua nữa, trời khổ qua này không biết nhiêu tiền ký luôn, có khổ qua luôn nha quý vị. Quý vị có mua khổ qua thì cứ gọi trực tiếp cho anh Tư nha quý vị. Khổ qua rồi cà. Đó bạn hàng đi mua đồ quý vị. Dài vô cái khu này bán đầy đủ hết. Có dưa leo luôn. Dưa leo quá vậy. Rồi cà bắp. Cà bắp cũng có luôn. Độc lắm quá vậy. Bán đầy đủ rồi, kế bên họ bán măng, bán rau muống bào, kiều nèo. Oh. Đây anh có bán cà pháo nha quý vị. Cái đó là húng cây. Húng cây 23.000 đồng một ký. Bắt đầu kìa coi. Kinh giới. Kinh giới 15.000. À, diếp cá, 27.000. Chị này chỉ mua đồ, chỉ mua và chỉ bán. Ngò ôm. Ngò ôm đó quý vị. Ngò ôm. Tía tô. Tí tô 15.000 đồng một ký. 15.000 đồng ký tí tô phải không Kiệt? Hả? Lấy bỏ tí tô hả? Tí tô tốt mịt màu luôn. Có bán à, à cái này là rau đắng đó quý vị, rau đắng, rau má đủ rồi hả chị. Anh có bán kèo nèo đó nè, kèo nèo bông súng cũng bên đây. Nhiều lắm quý vị. Đó đồ, đồ của anh Tư. Có mua bán với anh Tư cứ gọi trực tiếp cho anh Tư. Chỗ bán của anh Tư rất là dễ tìm luôn, đầu đường số 4. Quý vị à, mua nhiều thì có cái giá sỉ rẻ để cho quý vị về quý vị bán. Ủng hộ à, hàng của anh Tư cảm ơn quý vị rất là nhiều. Hầu như là đây không thiếu cái gì luôn. Vừa anh Tư xuống hàng có gì. Đó hàng này là miền Tây trở lên á. Kèo nèo. Kèo nèo nè. Rồi à, chanh tắc luôn. Chuối. Hàng lên mới liên tục luôn nha quý vị. Chú sáp.
chuyện là mình về tới đây luôn. Ồ, đã được cái khoa này, được nè, khoa này đó. Đã lên xe tu xuống, dụ cho em kiện chắc. Này là Trà Vinh lên ha, kiệt ha, hàng Trà Vinh nữa quý vị, hàng Trà Vinh lên bán ảnh. Ở đây nói gì là chú sáp luôn nha quý vị. Bữa này là nói về chú sáp rồi thôi, bao hàng luôn. Ban đêm á thì hàng họ nó nhiều, nhưng mà quay đèn quá quý vị, đèn quá thành ra nó không có được đẹp của video lắm. Chú sáp đó mà mình bán ra nhiêu ký kìa? Hả? 18 hả? Hả? À, 18.000. Chú sáp này 18.000 đồng ký đó quý vị. Ô, một hai pha chụp ra đi vào lòng đất. Trời ơi. Chụp này có vợ không được đâu kìa ơi. Giờ có vợ làm chụp không nổi đâu. Thấy kiểu này nặng à. Kẹt chưa có người yêu ấy quý vị. Quý vị cộng đồng mạng mà em nào mà thích bán bán dựa chuối thì liên hệ với em Kiệt nha. Em Kiệt ở đây là đang kiếm người yêu gấp. Trời ơi sao mà ẩu vậy? Yếu rồi, yếu tay rồi, vậy anh đó có vợ rồi đó. Thấy yếu tay rồi tao biết có vợ. Đó là chú sáp này 18 nhưng cái gì chú già, chú già cui. Ôi quà chú già có quá hớp ha, bự lắm á, trời ơi hơn chục nải luôn. Hết chưa, còn không, còn chú già cui không? Quá đó, 18.000 mãi vô. Rồi chú sim, chú già. Quý vị có là làm ăn với anh Tư á thì có số điện thoại của anh Tư ở màn hình, trên màn hình video đó quý vị. Có gì quý vị cứ liên lạc với anh. Mua bán gì cứ gọi trực tiếp. Mình làm video là để kết nối mà. Kết nối bà con á, mua bán để cho nó thông thương, nó người mua người bán. Chú sáp này mắc quá, 18.000. Ủa hết rồi hả chú? Rồi vậy kết thúc video luôn. Chuối quý vị, chú sim là 8.000.
để giá luôn cái gì. Kẹt để giá luôn 8.000. Video này mình làm với cái mục đích là kết nối giữa người tiêu dùng đến với trực tiếp với bà con tiểu thương tại chợ, và cũng đồng thời kết nối với cái người nông dân sản xuất ra cái sản phẩm nông nghiệp đó, đến với tiểu thương, bà con tiểu thương tại chợ để mình bán cái sản phẩm nông nghiệp của mình làm ra nha quý vị. Mục đích của video mình là như thế. Đó, chuối đó quý vị. Chuối cũng đẹp lắm á. Cái nó tròn. Rất là nhiều luôn. Nếu quý vị khán giả, quý vị khách hàng thấy video này có ích và ý nghĩa thì xin hãy nhấn đăng ký kênh để kênh được phát triển, và nhớ bấm vào cái chuông để nhận được thông báo khi kênh có video mới nhất. Xin cảm ơn quý khách hàng, quý khán giả đã xem video này. Chào tạm biệt quý khách hàng, quý khán giả. Hẹn gặp lại quý khách hàng, quý khán giả ở video tiếp theo. Bye bye.